Đây là giai đoạn bàn giao xe, chiếc xe Kia K3000 biển số 18C11325. Chiếc xe này có nguồn gốc xuất xứ ở Ý Yên, Nam Định, nhưng mà chủ trước vừa ra tên, nhưng mà công việc nó chưa phù hợp lắm, người ta lên xe to hơn cho nên người ta để lại và mình nhập về. Ngày hôm nay có cơ duyên được theo về nhà chồng tận 24 cơ. Đấy, bác nào 24 thì ủng hộ nhá. Đấy, có chị gái rất là xinh gái và đấy, nội đường khá xa xôi, đến đây đang hoàn tất tất cả những cái thủ tục cuối cùng. Anh phải đứng lên nào, sao anh lúc nào bình khí hoan ngồi đang ngồi truyền thống, ngồi có thương hiệu. Xin lạt. Đây là các bác chủ xe này. Nốp đẹp anh mình à? Nốp đẹp đấy. Cô đi từ mấy giờ? Hôm qua. Từ hôm qua. Nhưng mà hôm nay sáng nay mới đến nơi. Rất là tuyệt vời rồi. Hai chị em mua hàng rất là nhanh chóng. Người ta bảo sỏi lời trời cho đấy. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ. Xin chúc anh em luôn vạn vạn bình an. Tuyệt vào để nó thử xem. Cái này thì anh dùng được 6-8 năm thoải mái mà nó ngấm ra dần dần thì đổ thì anh rửa ra hết này. Thôi lúc này nước gì cả được. Cảm ơn anh em.